bất động sản không có gì là to tác ghê gớm đâu anh chị em thân mến. Những người có nhiều tiền thì người ta mua đất nhiều tiền, những người có ít tiền thì mình mua đất ít tiền ở vùng quê, vùng ven, những cái vùng mà giá rẻ 1-3 triệu một mét vuông. Trên thực tế là những cái đất mà bây giờ nó vài tỷ ấy, thì 10-15 năm trước thì nó cũng chỉ vài trăm triệu, thậm chí là vài chục triệu nếu mà tầm 15-20 năm trước. Cái vấn đề là chúng ta khi chúng ta cứ sợ nghĩ rằng là mình không có tiền, bất động sản chỉ dành cho những người nhiều tiền, cho nên là chúng ta không dám nghĩ đến cái bất động sản. Nhưng mà anh chị em thấy rằng là ở quanh cái khu vực làng quê mà các cái vùng xa trung tâm mà chúng ta đang sống ấy, thì nhiều nhà mà họ thực ra thì họ làm ăn dư giả thì bỏ ra một vài trăm, 1-2 trăm triệu mà họ đã mua mảnh đất từ nhiều năm trước, và bây giờ họ đã trở nên thật sự là gọi là đại gia vùng quê, hay là còn chúng ta gọi là địa chủ vùng quê đấy. Họ có hàng vài nghìn mét vuông đất là chuyện bình thường, rất nhiều vùng quê đã xảy ra hiện tượng như vậy. Và bây giờ 15 năm sau ở thời điểm hiện tại như hôm nay thì người ta đã trở nên giàu có. Nếu mà thực tế là cái thời điểm người ta mua đất ấy, thì người ta cũng chỉ gọi là làm ăn buôn bán kinh doanh bình thường thôi, chứ không phải là thật sự là giàu có gì cả. Mà bây giờ người ta khi mà cái tài sản đất cát của người ta bây giờ đã lên giá rất là nhiều, nếu mà tính về cái kinh doanh của người ta ấy, thì bây giờ cộng lại thì không thể bằng lãi bằng đất được cả. Nhưng mà trên thực tế là cái việc chúng ta kinh doanh là vẫn phải kinh doanh để chúng ta có một cái dòng tiền để chúng ta nuôi sống gia đình của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta làm ăn được thì chúng ta hãy nghĩ đến bất động sản. Bởi vì là từ xưa đến nay bất động sản là nó là cái ngành thu nhập rất là tốt. Bởi vì người ta nói rằng là buôn bán quanh năm không bằng găm trúng lô đất. Các bạn chỉ cần mua một mảnh, hai mảnh rẻ rẻ thôi, và quên đi một thời gian 5 năm, 10 năm hay cùng lắm đến 15 năm thì kiểu gì nó cũng lên giá gấp nhiều lần số tiền bạn bỏ ra ngày hôm nay. Mà thực tế thì anh chị em cứ nghĩ là bất động sản nó ghê gớm, ông là cứ nói bất động sản là phải cảm giác là sợ run lẩy bẩy, là phải có tiền, phải có nhiều tiền thì mới đi làm bất động sản được. Nhưng nhiều người người ta không có tiền người ta vẫn đi làm bất động sản được, bởi vì người ta dùng hình thức như là đặt cọc bán chênh, hay là nếu mà người ta có trình độ khả năng ấy, thì người ta có thể hợp tác với những người có tiền để mà người ta đầu tư bất động sản. Và nếu thậm chí là không có tiền nữa, chúng ta gom góp chúng ta mua ở ngay cái làng quê của chúng ta ấy. Chứ không có gì là phải to tác lớn lao gì trong cái việc bất động sản cả. Ai cũng có thể là mua được bất động sản 1-2 trăm triệu, đúng không nhỉ? Hay là 2-3 trăm triệu tùy quê chúng ta, không có thì chúng ta đi quê khác mua. Vất đấy, sổ đỏ. Nhưng phải có vấn đề là chỉ cần chúng ta thể cần có sổ đỏ và nó không soi quy hoạch, là không dính quy hoạch là chúng ta thắng rồi, anh chị em thân mến. Cái việc mà hầu hết những người có tiền bây giờ đều liên quan đến bất động sản cả. Kinh doanh buôn bán được thì đều mua bất động sản hết, anh chị em.